Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài 2 là cách ghi số tự nhiên. Trang 9. Trong bài học hôm nay thì yêu cầu cần đạt được đó là chúng ta nhận biết giá trị các chữ số của một số tự nhiên viết trong hệ thập phân. Biểu diễn được một số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó. Đọc và viết số La Mã từ 1 đến 30. Chúng ta vào phần một nhỏ, một lớn này. Một nhỏ này là hệ thập phân. Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân. Thì trong hệ thập phân, mỗi số tự nhiên được viết dưới dạng một dãy những chữ số lấy trong 10 chữ số từ 0 đến 9. Vị trí của các chữ số trong dãy gọi là hàng. Ví dụ, chúng ta có số 3452. Gọi là số này được viết bởi 4 chữ số này, đúng không? Trong cái 10 chữ số này, đúng không? Và vị trí của mỗi chữ số này được gọi là hàng. Ở đây có hàng đơn vị, đúng không? Đấy, vị trí của số này là hàng đơn vị. Như vậy là hai đơn vị, đúng không? Vị trí của số 5 này ở đây là hàng chục, đúng không? Vị trí của chữ số 4 ở đây chính là vị trí của hàng trăm. Và chữ số 3 này, vị trí của chữ số 3 này chính là hàng nghìn. Đấy. Vậy mỗi chữ số ở mỗi vị trí đều có các hàng, đúng không? Vậy thì mỗi vị trí là một hàng. Và căn cứ vào 10 đơn vị ở mỗi hàng thì bằng một đơn vị ở hàng liền trước nó. Chẳng hạn ta có một chục thì bằng 10 trăm. Đấy. Một chục thì bằng 10 trăm. 100 thì bằng 10.000. Một đơn vị này thì bằng một chục này. 10 chục thì bằng 100. 10 trăm thì bằng 1.000. Đấy. Vậy cứ 10 cái đơn vị ở một hàng thì bằng một đơn vị ở hàng đứng liền trước đó. Đấy, chưa? Chúng ta chú ý khi viết các số tự nhiên thì ta quy ước với các số tự nhiên khác không, thì chữ số đầu tiên từ trái sang phải khác không. Có nghĩa là ví dụ như số 354, đúng không? Chúng ta không viết là 0354, đúng không? Đấy. Đây là một số khác lớn hơn không, đúng không? Số tự nhiên khác không, rồi khác không. Thì chúng ta viết, ta quy ước là không viết số 0 ở trước cái số tự nhiên khác không này, đúng không? Mà cái số này ta viết là 354. Đấy. Cho dù 0354 nó vẫn là 354, nhưng chúng ta không viết số 0 đằng trước. Đấy. Có nghĩa là chữ số đằng trước này đầu tiên này phải khác không. Để dễ đọc thì đối với chữ số có 4 chữ số trở lên thì ta sẽ viết tách riêng từng lớp. Mỗi lớp là một nhóm 3 chữ số kể từ phải sang trái. Ví dụ, ta có 1.354.467. Đấy. Kể từ phải sang trái. Chưa? Từ phải sang trái. Mỗi lớp sẽ có 3 chữ số. Nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ tách ra, tách hẳn ra, đúng không? Chúng ta không viết liền là 1 này, 1, 3, 5, 4, 4, 6, 7 như này, đúng không? Đấy, mà ta tách ra, này, 1 triệu, một lớp, đúng không? Lớp tiếp theo là 354, đấy, ta viết tách ra. Đấy là lớp triệu này, lớp nghìn, đúng không? Tiếp theo là lớp đơn vị là 467, đấy là lớp đơn vị, chưa? Đấy. Từ trái sang phải, mỗi lớp thì sẽ có 3 hàng như này, ta viết tách ra. Chúng ta có các lớp, đó là lớp tỷ, lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị. Lớp tỷ là lớn nhất, đúng không? Rồi đến triệu, rồi đến nghìn, đến đơn vị. Ta có hàng,
trong lớp tỷ thì có hàng trăm tỷ, chục tỷ, hàng tỷ. Có nghĩa là có hàng trăm, hàng chục và hàng. Đây, trăm chục, ở đây có trăm tỷ, chục tỷ và hàng tỷ. Hàng triệu thì có, ở lớp triệu thì có hàng trăm triệu, chục triệu và triệu. Lớp nghìn thì có trăm nghìn, chục nghìn và nghìn. Lớp đơn vị có trăm, chục và đơn vị. Tập phân rằng các lớp, đúng không? Mỗi lớp thì có ba hàng như vậy. Ở đây, ví dụ chữ số thì mỗi hàng có một chữ số, được chưa? Mỗi hàng có một chữ số. Ví dụ ở đây chữ số 2 này, của số này sẽ thuộc hàng hàng chục tỷ, đúng không? Chữ số 0 này nó thuộc hàng chục triệu. Đấy. Bây giờ ví dụ ta dùng 3 chữ số 0, 1 và 2. Hãy viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số. Mỗi chữ số chỉ viết một lần. Phải viết tất cả các số có 3 chữ số. Mỗi chữ số chỉ viết một lần. Đây ta có 3 số là 0, 1, 2. Thì ta viết là, đúng không? Viết các số có 3 chữ số. Ví dụ ở đây thì số có 3 chữ số thì hàng lớn nhất là hàng trăm, đúng không? Hàng trăm. Người ta đã nói là các số tự nhiên khác không thì không viết cái chữ số 0 ở đầu tiên, đúng không? Như vậy số 0 này không được sử dụng để viết hàng trăm, đúng không? Như vậy ở đây số này có hàng trăm là lớn nhất thì chúng ta không sử dụng được 0, bắt đầu sử dụng là 1 chẳng hạn, đúng không? Hàng trăm chỉ là 1 thôi, không thể là 0 được, hoặc là 2 thôi. Bây giờ hàng trăm là 1 rồi thì hàng chục sẽ là 0, đúng không? Hàng đơn vị là 2, đúng không? Tiếp theo hàng trăm là 1 thì hàng đơn vị hàng chục là 2, hàng trăm là 0. Đấy. Tiếp theo ta lấy hàng trăm là 2, đúng không? Hàng trăm là 2 thì hàng chục sẽ là 0 đi, đúng không? Hàng đơn vị là 1. Bây giờ hàng trăm là 2. Hàng đơn vị là 1. À, hàng trăm là 1, hàng đơn vị là 0. Đấy. Như vậy ta sẽ viết được 4 số. Có 3 chữ số mà mỗi chữ số được viết một lần thôi. Đấy. Có nghĩa là được viết thành số có 3 chữ số khác nhau. Chúng ta không thể viết là 0 1 2, đúng không? Hoặc là 0 2 1. Như vậy chúng ta sẽ viết được 4 số này. Giá trị của các số của một số tự nhiên. Thì ví dụ trong số 32.019, ta thấy là chữ số 2 sẽ nằm ở hàng nghìn, đúng không? Như vậy nó sẽ có giá trị là 2.000. Chữ số 0 ở hàng trăm, nó có giá trị là 0 trăm, đúng không? Chữ số 9 này ở hàng đơn vị, nó có giá trị là 9 đơn vị. Chữ số 3 ở hàng chục nghìn, có giá trị là 30.000, đúng không? Đấy. Viết số 32.019 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Mỗi số tự nhiên trong hệ thập phân thì đều được biểu diễn thành tổng giá trị các chữ số của nó. Vậy thì cái chữ số này, cái số này 32.019, ta viết thành tổng giá trị các chữ số của nó. Vậy ta vừa nói là giá trị 3, 3 này là 32.000, đúng không? 3 này chính là giá trị là 3 này thuộc hàng chục nghìn. Vậy giá trị của nó sẽ là 30.000, đúng không? Đấy. Cộng ở đây là giá 2 này ở hàng nghìn, như vậy giá trị của nó sẽ là 2.000. Chữ số 0 này thuộc hàng trăm và giá trị là 0 trăm. 0 trăm ta viết là 0, đúng không? Vậy ta không cần viết nữa. Tiếp theo, vì cộng với 0 thì nó vẫn bằng số đó, không phải cộng với 0 nữa, đúng không? Không cần viết cộng với 0. Ở đây 1 này là hàng chục, đúng không? Có giá trị là 1 chục. 1 chục là 10. À, ta viết là cộng 10. Ở đây là hàng đơn vị, tức là giá trị là 9. Vậy 9 đơn vị, ta cộng 9.
Đấy. Ta có ví dụ 236. Ta viết thành 2 nhân với 100 cộng 3 nhân 10 cộng 6. Ở đây có nhá. 2 là 200 đúng không? Như vậy 2 nhân 200 cộng với 3. 3 đây là 30 đúng không? Chính là 3 nhân 10 cộng với 6. Quý vị, chưa? Vậy ra có số AB. Số AB là gồm có 2 chữ số. Vậy chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục. Vậy nó sẽ là A nhân 10 đúng không? Cộng với B là A đơn vị, được cộng là B. Còn chữ số có 3 chữ số ABC đúng không? Thì ta sẽ viết thành ở đây ABC thì A là thuộc hàng trăm, B là hàng chục, C là hàng đơn vị. A là hàng trăm thì ta sẽ viết là A nhân 100 đúng không? B là hàng chục đúng không? Ta sẽ viết là B nhân 10 cộng với B nhân 10 cộng với C là hàng đơn vị. Như vậy cộng với C. Ta có AB, đây là ký hiệu của số tự nhiên có 2 chữ số. Còn ABC, ta gạch ngang bên trên, là ký hiệu của số tự nhiên có 3 chữ số. Và ta cứ lần lượt thôi, đếm này. Hàng của nó là hàng đây, đơn vị này, chục này, đơn vị chục trăm này, đúng không? Đấy, ta nhân đây. Chúng ta sẽ luyện tập. Ta viết số 34.604 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Ta có 34.604. Viết thành tổng giá trị các chữ số. Ta đọc là 34.604 đúng không? Đây là hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Dạ. Vậy chữ số 3 là hàng chục nghìn. Như vậy có giá trị là 30.000 đúng không? 30.000, ta viết là 30.000 cộng. Tiếp theo là hàng nghìn, hàng chục nghìn rồi đến hàng nghìn đúng không? Như vậy ở đây giá trị 4, ở đây là giá trị là 4.000. Như vậy ta cộng với 4.000. Tiếp theo, số 6 ở đây là thuộc hàng trăm. Như vậy nó là 600 đúng không? Có giá trị là 600. Ta viết 600. Không là không chục đúng không? Không chục thì ta viết là không thôi. Cộng với không, ta không cần cộng nữa. Tiếp theo là 4 đơn vị, ta cộng 4. Vận dụng. Bác Hoa đi chợ chỉ mang 3 loại tiền. Loại có mệnh giá 1.000 là 1.000 đồng. Loại 10.000, 10.000 đồng. Và loại 100.000, 100.000 đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492.000 đồng. Nếu mỗi loại tiền bác mang theo không quá 9 tờ thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại mà người bán không phải trả lại tiền thừa? À, ta sẽ có các loại tiền mệnh giá là 1.000 đúng không? 1.000 này, 10.000 và 100.000. Đấy, chỉ có 3 loại mệnh giá này thôi. Mà ta có 492.000. Phải trả là 492.000 đúng nha. Vậy ta thấy là 492.000 thì đây là chữ số 4 là thuộc hàng 100.000 đúng không? Thuộc hàng 100.000, vậy đây chính là 400.000, giá trị của nó là 400.000. 400.000. 400.000 thì sẽ bằng 4 nhân với 100.000. Đấy. Đúng chưa? Cộng. Cộng ở đây là 9. 9 này giá trị là 9 gì? 90.000. Chính là 90.000 đấy đúng không? 90.000 sẽ bằng 9 nhân với 10.000. 9 nhân 10.000 chính là 90.000 đúng không? Đấy. Cộng 2 đây là 2.000 đúng không? 2.000. Giá trị là hàng nghìn, nên giá trị là 2. 2.000 đúng không? Số 2 này thuộc hàng nghìn, như vậy nó sẽ là 2.000. 2.000 sẽ bằng 2.000 sẽ bằng 2 nhân với 1.000. Đúng chưa? Đấy.
Vậy thì ta có ở đây mệnh giá 100.000 sẽ là 4 tờ, mệnh giá 10.000 sẽ cần là 9 tờ, mệnh giá 1.000 sẽ cần là 2 tờ. Như vậy là đúng vừa hay đủ là 492.000, đúng không? Đấy. Đây người ta nói là nếu mỗi loại tiền nhá, bác mang theo không quá 9 tờ. Đây, loại tiền này mang theo đúng 9 tờ đây, không quá 9 tờ đúng không? Còn những loại này là ít hơn 9 tờ rồi, đúng không? Như vậy ta có là bác sẽ phải trả mỗi loại tiền là bao nhiêu? À, sẽ phải trả là loại 100.000. Và 100.000 đồng là 4 tờ, đúng không? 4 tờ. Loại 10.000, đúng không? Loại 10.000. Mà 10.000 đồng nữa là 9 tờ. Và loại 1.000 đồng là 2 tờ. Đấy, 2 tờ 1.000 đồng. Đấy. Chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ là số La Mã. Ngoài cách ghi số trong hệ thập phân thì người ta còn sử dụng cách ghi số khác, đó là số La Mã. Số La Mã thì thường được dùng để đánh số thứ tự. Ví dụ 1 La Mã, 2 La Mã, đúng không? 3 La Mã. Cách viết số La Mã. Để viết số La Mã không quá 30, đấy, ta sẽ dùng ký tự 1, 5 và 10. Chúng ta đã học rồi, đấy, đúng không? Đây là gọi là những số La Mã. Đấy. Y này, V này, X này, đúng không? Y này là 1 này, V là 5 này, X là 10. Đấy, những cái ký tự này. Và ba chữ số ấy cùng với hai cụm chữ số đó là IV này là 4 này, IX là 9, là 5 thành phần, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 thành phần dùng để ghi số La Mã. Giá trị của mỗi thành phần được ghi trong bảng sau và không thay đổi dù đứng ở bất kỳ vị trí nào. Thành phần thứ nhất, đây đúng không? Có 5 thành phần đây. Thì khi ta viết là thành phần này là Y, đúng không? Như chữ Y đấy, thì nó là giá trị nó là 1, đúng không? Giá trị của nó là số 1. V thì giá trị là 5. X thì giá trị là 10. IV giá trị là 4, đúng không? IX giá trị là 9. Cái này chúng ta đã học ở lớp lớp tiểu học rồi. Đấy. Tiếp theo, ta có các số La Mã từ 1 đến 10. 1 thì là một vạch, đúng không? 2, 3 vạch, đúng không? Tương ứng với hai vạch là 2. 3 vạch tương ứng là số 3. Nhưng số 4 thì người ta lại không viết là 4 vạch, đúng không? Mà người ta lại viết là 5 và 1 vạch đằng trước. Khi mà có 1 vạch đằng trước thì ta có nghĩa là lấy 5 trừ 1, đúng không? 5 trừ 1 chính là 4. Đó. Vậy ký hiệu như này chính là 4. Chúng ta cần phải nhớ nha. Đây là 5 rồi, đúng không? Vậy 5, nhưng mà cũng có 1 vạch lại đằng sau cơ, đúng không? Ở đằng sau thì chính là cộng 1. Khi 1 vạch nó đứng ở đằng sau ta là cộng vào, đúng không? Vậy 5, 1 là 6, đúng không? 5 ở đây là 2, đây là 1, 2, đây chính là 2, đúng không? 52 là 7. 53 là 8, đúng không? Đây là 10, đúng không? 10 và 1 ở trước chính là 10 trừ đi 1 là 9. Đây là 10. Đấy, cái này chúng ta học rồi. Thì để biểu diễn các số từ 11 đến 20 thì ta thêm x vào bên trái của mỗi số từ 1 đến 10 đấy. Các số từ 1 đến 10 đây. Ta thêm x vào bên trái. Ở đây có 1 rồi, ta thêm vào bên trái 1 x nữa chính là 10. 10 cộng 1 là 11, đúng không? Có 2 rồi. Thêm 10 đây nữa là 12. Có 3 thêm 10 nữa là 13, đúng không? Tương tự thế, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Để biểu diễn các số từ 21 đến 30 thì ta sẽ thêm 2x vào bên trái của mỗi số từ 1 đến 10 này. Đấy. Chỉ thêm 2x như trước thôi, đúng không? Như vậy là có 21. 2 này thêm 2x đằng trước là 22. Số 3 này thêm 2x đằng trước nữa là 33, đúng không? 10, 20, 23, đúng không? 10, 20 và 4 nữa là 24, đó. 10, 20, 25, đúng không? Đây là 6 là đúng không? 10, 20 và 6 là 26. Mỗi cái này là 10, đúng không? Mỗi x này là 10. 10, 20, 17 là 27, chưa? 10, 20 và đây là 8, đúng không? Là 28. Hoặc là 10, 20 là 25, 23 là 28, đúng không? Đấy. Đây là 20 rồi đúng không? Đây là 9 là 29. 10, 10, 10 đúng không? 3 cái 10 là 30 đúng không? 10, 20, 30. Đấy là 30.
Mỗi số la mã thì sẽ biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị của các thành phần viết lên nó. Chẳng hạn cái số 24 này có 3 thành phần đúng không? Đó là x và cái IV là 4 đúng không? Đó, tương ứng với các giá trị là 10 và 4 đúng không? Như vậy cái này nó sẽ biểu diễn số 24, 10 và 4 đúng không? Không có số la mã nào biểu diễn số 0. Chúng ta làm ví dụ, viết các số 14 và 27 bằng số la mã. Bây giờ ta viết số 14 này. 4 đây đúng không? 4 là Y này, V này đúng không? 5 là V này, thêm Y đằng trước là 4 đúng không? Người ta nhớ đây là số 4. Vậy thêm 10 đằng trước nữa là 14 đúng không? Ta có 10 này và 4 là 14. Như vậy số này nó được biểu diễn bởi hai thành phần, đó là X và IV này đúng không? Đây là một thành phần và đây là một thành phần. Chính là 14. 27 biểu diễn bởi ba thành phần. 10 này, 20 này và 4 đúng không? Đấy, là 24. Tiếp theo, đọc các số la mã. 10 ở đây là 6 đúng không? Tôi nhớ đây là 6. 10 với 6 là 16. Đọc là 16. Tiếp theo, đây là 2 đúng không? Và đây là 10, đây là 10. 10 với 10 là 20, 20 với 2 là 22 đúng không? Ta đọc là 22. Đấy. Thử thách nhỏ, sử dụng đúng 7 que tính, em xếp được những số la mã nào? Đó, cái này chúng ta sẽ tự thực hành nhé. Tự thực hành cái bài này. Ví dụ chúng ta sử dụng 7 que tính này. Chúng có thể xếp thành đây 1 que này, 2 que đúng không? 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Đấy, số 8 đúng không? Hoặc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấy. Đây là số gì? 18 đúng không? Số này là số 26. Số này là số 24, chưa? Hoặc là chúng ta sẽ xếp như sau. 7, đúng không? 1, 2, 3, 4, đây. 1. Ta xếp thành số dài, đúng không? Đây là 1, đúng không? 1 que. Đấy. 2 que, 2 que ta nối vào đây, 2 que, đúng không? Đây là 1 que, nhờ. Đây 1 que nữa là 2 que. Vậy là 4 que rồi, đúng không? Vậy thêm 3 que nữa. 1 à 1 2 que đúng không? Và nó phải cao bằng nhau, đúng không? Mẹ thiếu rồi, 1 2 3 4 5 6 rồi. Một que ở đây nữa thiếu đúng không? À, không biết được số 12 rồi. Như vậy chúng ta sẽ viết được ba số này. Đấy, xếp được ba số này nhá. Phần bài tập là có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài. Rất khá là dài. Chúng ta sẽ học trong video tiếp theo nhé. Chúng ta hãy đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất. Hãy like, chia sẻ để nhiều các bạn cùng xem với nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chữa bài tập của bài này.